Thường dung dung tiết ngày lành việc vợ, thường dung dung thỉnh tam tòa tiên thánh hồi cầu cầu mẫu giáng đàn duyên mẫu đệ nhất thiên thiên con thỉnh mời đệ nhất thiên thiên tăng phong chế thắng sẽ đoàn mẫu về vân ca thôn quê đất phủ dày vân ca thôn quê nghĩa hướng liên bản họ nhà đi mẫu cả hành trình bầu gió mát mát chân chân ngần bắt cảnh danh danh ngó ý đồ trên đàn đài ngàn đô nhiệt kiến hương xa du từ màu lượng đô hương ở nơi đắc tân tân chỉ thân kim cương nhất chu trên thờ phơ nam mô nhang nhân cái bồ tát ta ha nam mô nhang vân cái cảnh tát ta tát nam mô nhang vân cái cảnh tát ta sẽ loa thanh gia sớm kết loạn phòng trang chính xiên sớm kết loạn phòng thảo hai tiểu tiếp mi em lòng lòng xe hoa chẳng xét ngay gian kính xiên chàng chẳng xét ngay gian và người người đề lầm lầm tha sao đại đại giới nhang đình nhang sứ thể nhang cầu phúc pháp phúc chi kiến nhang vang minh vân đài biển pháp sư cũng sản thập phương nhang đà nhiệt lô hồ chung chiến nhân trầm tự chân san cũng nam mô nhân vân cái bồ tát ta tát nam mô nhân vân cái bồ tát ta tát nam mô nhân vân cái bồ tát ta tát nam mô nhân vân cái bồ tát ta sẽ loan thanh gia có lệnh truyền ra các quân thủy đồ cùng là chư dinh náo phạm làm thành chư dinh thánh giá rồi lam lam hải mở mang bờ cõi để tam người soi soi chậm quanh sẽ loài loài thánh giá thần tiên tiên cô đệ đệ đức bà thần sanh cô là đắc đắc đi chẳng sẽ là thánh giá nhị vị đại hoan tấu vương cô tiên coi đại hoan vào đời đời chớ chỉ mờ trong chiều sẽ là thánh giá tờ mờ xa trong ngoài cửa biển tờ mờ chiếc coi cô bé lững lờ bên sông sẽ loan thanh gia một bút một trời mạnh mang một bút một trời khi thanh thương rơi đẹp duyên nâng câu cưới rồng sẽ loan thanh gia tam vị chúa chúa đệ nhất tây thiên chúa sa sa loan thanh gia có ai lên cao sơn màn bắc hỏi thấy đền chúa huyền nơi nào hỏi ca cô bé kia vào hỏi sẽ loan thanh gia
tại quê nhà điện thờ Đức Chúa để tam sáng trần này sẽ là thiên gia hòa bình ai đi sớm suốt ta hòa bình chờ chờ thành đô chỉ người phương bày dựng nhà nghiệp hơn
sông Đà miêng suối trên nàng miêng sông rút chú trèo về. Đến kêu cửa chúa hát đi đờ đờ.
đệ nhất tôn quang văn thắng mời từ lần giờ thất
bộ Thank you.
năm vừa. Sơn kêu gì lòng
thành thành chi thủy chiếu trần tầng tầng cao chi sơn thế thoại chi hẳn nơi ấy
thoại phủ các sinh linh các tòa thiên đình chốn lo diêm la chốn lo diêm la thiên đình chốn lo diêm la tấu về thủy phủ của cha độc đình với lòng là tương tự cung giáp bạc bao
sóng cân đai ý mũ vào tàu bắt bắt xăm ba đồng cái đường theo hầu vào cung vương phụ lên chầu đức đức mẫu phương từng ca đàn hát tập tành thương ông phú dọc đàn chạy chạy quan chơi vời ta tiệc rồi về đời tuy phụ dòng dòng cân đai đi vào tàu năm ba đồng đồng từ theo hầu vào đốt đánh trầm chim lôi muông trong chiều thần văn văn võ ba quan sai lên đi đón trước quan để vào trong trong tam cõi cửu châu về vòng bay độ Việt Nam quốc quốc thái dân an khâm thừa sắc chỉ vua ban số dịch dịch số tử liệt đàn nắm trong tay sứ còn đi sứ còn đi nên lành lành sang tâm tít quan đệ tam quan đệ tam người thường đích đích xung quân dầm dầm tháng hai đàm nhật sinh thần thập phương chiêm bái nhân dân về đào việc tam phủ quan lớn ngài sổ sách vâng lệnh trời lệnh bực cầm cân sắc vua phong thường đặng đặng linh thần hai từ tháng sáu muôn dần dần còn bỏ mỏng bầu rất uy quá tức thì quá tức thì sáng lâu đại điện các dâng nước về thoải quốc một khi có phen lấy ngọc lưu ly đúng 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 dâng nước phép thì mà ai biên quan đệ tứ hùng về dậy dậy vang đạo Phật
Chính quán quê nhà đền đình ra, chính quán
lưng lưng lẫy khắp mọi miền đã dậy thần cơ cửa sông đầu đó phong thờ ninh ninh ra thiết lập đền thờ quan lớn vật trái Thiên độ thiên mở trang.
hết biết chiều xa nở chẳng đen.
ông chỉ bên đây có cây sông núi dài phiên vui với cảnh non cao ngàn dặm trước cung điện triều đình cha xét hỏi tước công hầu truyền đi khắp mọi nơi quan vì ông bươm là đời tước hoa đoạt phủ tôi trời không dung nay bắt bắt đêm đầy chỗ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phần
chị hồng tiết điểm màu xa cố thay tượng ngà đầu vân vân tóc tóc mái châu bà vốn dòng là công chúa thiên thai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gặp lại từ đôi họ đôi người qua đi họ đôi kia. Thank you.
liền lùi. Cắm thù sang nguyên khi thu sang bờ bội mà đùa thiên. Thank you.
chiên lưu để ngàn. Trên lầu cao cô thân mẹ nhá. Vậy rồi.